Rồi xin chào tất cả mọi người nha Chào mừng mọi người trở lại với góc nuôi cá của mình Thì mình đang cho cái đàn cá bảy màu của mình ăn cái loại cá mới mà mình mới vừa làm nè Hôm nay là ngày thứ hai mình cho tụi nó ăn Thì sẵn đây thì mình sẽ làm một cái video chia sẻ cho bạn một cái kinh nghiệm để mà dưỡng cá bảy màu trống giống à, Giúp cho bạn có thể là sử dụng được một con cá trống trong khoảng thời gian là khá là dài Trong suốt quá trình mà là nó làm giống luôn à, thì các bạn mà nuôi cá với màu sinh sản á thường sẽ hay gặp cái trường hợp là cái con cá giống của mình nó bị suy si, à, con cá trống giống á nó rất là dễ bị suy si. à, bắt đầu là nó dí máy bắt đầu nó làm biến dí máy nè rồi nó dí máy chậm nè rồi bắt đầu là nó hao hụt thiệt hại khi mà nó về già thì nói về về già thì nó thật ra ba bốn bốn đợt đẻ cá con của con cá mái là các bạn đã thấy con cá trống của bạn nó già nó xuống màu dữ lắm rồi mà nó thật luôn thì hôm nay thì mình sẽ bày cho mọi người một cái một chút xíu cái kinh nghiệm này để mà các bạn có thể là dưỡng con cá trống của các bạn nó ok hơn thì hôm nay thì mình sẽ nói về dòng co rét nó riêng và những dòng cá bé màu à, các bạn có thể áp dụng cho tất cả các loại cá bé màu luôn nhưng mà mình sẽ lấy cái loại co rét để mà mình làm mẫu mình nói cho mọi người ha sẵn mời mọi người đi xem cái bài co red của mình nó thức ăn thức ứng với lại cái, cái 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 loại thức ăn mới như thế nào luôn thì nếu mà bạn có xem video của mình khoảng thời gian mà khá là lâu dài từ trước tới giờ rồi thì các bạn sẽ thường hay để ý cái hồ cá giống của mình cái hồ cá giống của mình là cái hồ này đây à, Con cá trống lúc nào nó cũng số lượng cá trống nó lúc nào cũng nhiều hơn cá máy hết à, tại sao mình phải làm như vậy thực chất ra đó thì một con cá trống trống á có thể dí được từ 1 tới từ 1 tới 3 hoặc là bốn con cá máy luôn một con cá trống có thể dí được như đó cá máy đó ba bốn con luôn á chứ không phải là một con đâu nhưng mà các bạn suy nghĩ đi một 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 người làm việc có bốn người nó đuối hơn hay là bốn người làm việc của một người nó 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 đuối hơn ha đó là lý do mà mình sẽ thả cá trống nhiều hơn cá máy nhằm để mà để kéo dài cái tuổi thọ sinh sản của con cá trống ra Thường thường các bạn biết cái tuổi thọ sinh sản của cá trống nó ngắn hơn tuổi thọ sinh sản của con cá máy rất nhiều do là nó tốn rất là nhiều sức trong cái việc là dí máy dẫn à, đến là kiệt sức ăn uống thiếu ăn uống đồ kiệt sức mặc dù các bạn có thể nói là bồi bổ rồi tối đa cho tụi nó luôn nhưng mà tụi nó vẫn kiệt sức ha đặc biệt là những dòng mà đuôi to vây to thì cộng thêm cái đuôi cái vây nặng nề nó thành ra nó sẽ làm biến dí máy cho nên là cho nên là mình có một cái giải pháp là sẽ thả cá trống nhiều hơn cá máy ha đối với dòng cá coi thì các bạn có thể thả ba bốn cá trống dí một con cá máy hoặc là bốn năm cá trống dưới một con cá máy luôn lý do là cái cái con cá máy nó to hơn cá trống ha thậm chí bốn năm lần luôn thì các bạn cứ nhắm một con cá máy to hơn cá trống ba lần thì thả ba cá trống cá trống to hơn cá máy bốn lần thả bốn cá trống các bạn có thể là làm theo cái đó luôn cũng được ha à, việc thả cá trống nhiều hơn cá máy có mục đích là làm giảm áp lực của cái con cá trống lại à làm giảm áp lực lại ba bốn cái cái thứ hai là sẽ nâng cao cái khả năng mà thụ tinh cho trứng cho con cá máy nhiều hơn ba bốn con dí một con mà tất nhiên là sẽ còn dinh ít thì cũng sẽ thụ tinh được nhiều trứng và con cá máy sẽ đẻ nhiều hơn đúng không đó đó là cái lý do mà mình sẽ thả cá trống nhiều hơn cá máy thực chất ra nó thì các bạn biết cái dòng mặt đen các bạn có thể là thả một con cá trống một con cá máy hoặc hai con cá trống một con cá máy thì nó sẽ đẻ cho các bạn thấy nó đẻ cho bạn là nuôi mệt nghỉ luôn à, mình cũng đã từng áp dụng rồi mình thấy là tốc độ đẻ của con cá mái nó sẽ nhanh hơn luôn á thật sự hai cá mái này nó cái con cá mái này nó bầu nó bự nè mọi người các bạn sẽ thường thấy cái mấy cái con cá mái bầu bự nó hay đá nhau lý do là cái con cái bầu bự đó đó nó sắp đẻ rồi đó nó sắp đẻ nó sẽ chiếm một cái lãnh thổ riêng cho cho bản thân nó để mà nó đẻ nó đuổi mấy con khác đi ra khỏi cái vị trí của nó để mà nó bảo vệ con cho nó đó đó là cái hiện tượng mà cái máy bầu bự mà hai đẻ đối với Corex ha bầu bự mà bầu bự mà hai đá nhau đối với co mình để ý rồi nó sắp đẻ là nó sẽ như vậy ha để mà nó bảo vệ các con rồi tiếp tục là cái thứ hai cái cái thứ nhất là cái cái con này cái đuôi nặng quá nè các bạn thấy không bơi hết nổi rồi nè đó cái đuôi nó rất là nặng cái đuôi nó rất là nặng do là cái kinh đuôi á đó. Cái tiếp tục cái cái tiếp nữa các bạn lưu ý mà khi mà nuôi cá màu trống đối với những cái dòng đuôi bự và vây bự á thì để mình vớt con này ra luôn mới được cho nó đẻ luôn. Để làm hết cái này mình sẽ vớt con này đi đẻ luôn nè. Can của nó nãy giờ thì nó sẽ tầm khoảng dí được hai con cá mái đẻ được ba bầy cá con làm cá trống nó bắt đầu nó làm biển với mái rồi nó chán nó làm biển với mái rồi cái đuôi cái vây nó nặng quá rồi nó với mái hết nổi rồi ha đó thì cái biện pháp thả cá trống nhiều nó cũng sẽ giúp ích được trong cái vấn đề này con này không dí thì con khác dí thôi đơn giản như vậy đó còn các bạn mà thả một trống một mái thì con này không dí thì không có con nào dí hết <laughs> ha nó phải tạo sự cạnh tranh nó phải tạo sự cạnh tranh Ờ mình không ăn con kia cũng ăn thành ra là mình cũng phải ráng ráng mình dí đúng không đó cái thứ hai nữa là các bạn cần phải là 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 là, là, là tạo can của này ra mới được để lát đẻ luôn giờ nè quá không à, cái thứ hai nữa là các bạn sẽ tạo cái khoảng thời gian trống cho để mà con cá trống ăn uống nghỉ ngơi đó, à, đơn giản bằng cách nào thì cái thấy con cá mái mà thả vô cũng như bốn cá trống mà thả thả một con cá mái á thì thấy con cá mái mà nó 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 nó, nó bầu bự bự như vậy rồi á thì các bạn cứ việc là đem cho nó đi ra ngoài nhốt riêng cho nó đẻ riêng đi đó à, lý do là đơn giản thôi phải can tụi nó ra một các bạn lý do là cũng đơn giản thôi để mình lấy đồ à, thì cái thứ nhất, cái việc là bắt cá máy mà đi đẻ riêng á, thì nó sẽ có lại rất là nhiều thứ. Sẽ có lợi rất là nhiều thứ cho mọi người. Cái thứ nhất là sẽ bảo toàn được cái lượng cá con. Cái thứ hai là sẽ dễ dưỡng cá máy hơn. À, cái thứ ba là tránh được cái trường hợp đẻ non. Tại vì nhiều con trống hung hăng quá, cá máy bầu bự á, nó dí dữ quá thì cá máy nó sẽ dễ bị đẻ non lắm. Cho nên là bắt thả ra riêng nó sẽ rất là có lợi cho mọi người. À, mà một cái lợi nhỏ nhặt nữa là mà các bạn không để ý nữa là có tạo cái giảm bớt áp lực cho đàn cá trống ha tạo cái khoảng thời gian cho cá trống nghỉ ngơi không dí máy bắt cá máy ra rồi thì số lượng cá máy nó sẽ giảm bớt hoặc là không có cá máy luôn thì mấy con cá trống của mọi người á nó sẽ có thời gian ăn uống nó có khoảng thời gian nghỉ ngơi rồi tới khi mà các bạn mà con cá máy nó đẻ xong các bạn dưỡng ba bốn ngày trứng căng bắt đầu căng trở lại các bạn thả cho vô thì nó lại có một cái tác dụng tốt nữa mà biết là gì không kích thích con cá trống dí con cá máy à, thả cá máy mới vô thì lạ lạ nó thấy lạ lạ thì nó dí thôi đơn giản không? thường thường nếu mà bạn nuôi lưu ầm chung cá trống chung cá máy chung mà nuôi hoài nuôi hoài nuôi hoài như vậy đó, thì sẽ xảy ra cái trường hợp là con cá trống nó khá là chán con cá máy nó làm biển dí máy lắm xuất hiện thường xuyên ở những con bản nuôi to vây to thành ra là tạo một cái sự mới mẻ đối với những cái dòng mà bản đuôi to vây to thì các bạn còn có một chiêu để mà giúp mà để mà tăng khả năng mà dí máy con cá trống lên là các bạn có thể là tỉa bớt đuôi nhưng mà cái cái hành động đó là khá là nguy hiểm có thể dẫn đến là 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 là, là nó, nó, nó 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 ấy cho mọi người nó nó dẫn đến thiệt hại cá trống cho mọi người cho nên mình bên cạnh đó thì mình sẽ có một cái cách cho mọi người đối với những con bản đuôi to sẽ có một cái cách cho nó dí máy một cách nhẹ nhàng hơn mà các bạn không cần tỉa đuôi luôn là như thế nào các bạn có thể nhốt trong một khoảng thời gian khoảng không gian khá là chặt như là trong cái hũ này thì các bạn thả hai cái tống một cái máy vô phải ra trong một cái xô về thả hai cái tống một cái máy vô cho nó dí tới khi mà cá máy mà 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 bầu à, dưỡng tới lúc mà cá máy có bầu rồi thì các bạn có thể là vớt cá máy ra nuôi ở ngoài rồi tiếp tục ép như vậy thì các bạn sẽ tốn cái hồ nuôi thôi ha nhưng mà mình không có mạo hiểm mình không có mạo hiểm cái 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 con cá giống của mình đó đó là một cái cách để mọi các bạn có thể là áp dụng thử ha còn đối với cái dòng mắt đen hồi nãy giờ mình chỉ nói là co còn đối với dòng mắt đen thì các bạn có thể thả theo cái kiểu là một trống một máy Ha, có trống có máy một trống một máy có thể là số lượng trống nhiều hơn số lượng máy một chút xíu cũng như là 12 con trống 10 con máy thì lúc đó thì con cá trống của mọi người nó sẽ giữ được cái body khá là tốt nó không có bị ốm ha. các bạn để ý nếu mà nuôi trong cái cái hồ á con cá mà bắt đầu là đẻ được rồi á các bạn để ý cái con cá mà nó 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 để mình cho cái bài này cái con cá trống mà nó bắt đầu là nó biết dí máy rồi thì nó lo nó dí máy không à nó không có ăn nó lo nó dí máy không nó không có ăn cho nên là nó sẽ rất là dễ bị si con cá trống cho nên là các bạn thả nhiều cá trống một chút xíu thì nó cũng đỡ ha đối với nhiều trường hợp ở đây các bạn nên là tách trống máy ra các bạn nuôi riêng thì mình sẽ làm một cái video tại sao à, tại nói nguyên nhân tại sao mà các bạn cần phải tách trống máy ra các bạn nuôi riêng đó mình sẽ làm một cái video như vậy nữa thì thực chất ra cái video đó mình cũng đã làm rồi mình cũng đã làm rồi nguyên nhân tại sao bạn cách đóng máy nuôi riêng nhưng mà chắc các bạn là sơ xó các bạn không thấy với lại mình cũng cần phải bổ sung một chút xíu cái kinh nghiệm mà mình cập nhật được sau này đối với mọi người nữa Thật ra là mình sẽ làm một cái video mới cho mọi người xem nếu mà xem được cả hai luôn càng tốt ha thậm chí là nhiều cái kinh nghiệm cũ của mình đó, nó rất là có lợi nhưng mà sau này mình ít sử dụng tới thì mình sẽ không có mình không có nhớ tới mình sẽ không nói nói tới cho mọi người đó thì hôm nay thì mình sẽ làm xong cái này Đó, mình xong hết đàn cá rồi thì mình sẽ tổng kết lại những cái kinh nghiệm của mình nói về cái việc và cách đóng máy lợi ích rồi các kiểu và cái phương pháp nuôi cho mọi người để mà mọi người có thể là, 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 là ấy ha cập nhật cái mới cập nhật cái mới thì giúp cho mình có một chút xíu về kiến thức mới thôi thậm chí là cái quá trình mà tổng hợp kiến thức này thì phù hợp với lại cái khả năng của mình hiện tại thôi nha mọi người ha cái quy mô của cái gốc nuôi cá của mình tới đâu thì mình tổng hợp tới đó thôi ha chứ làm sao mà mình cái quy mô của mình nhỏ mà mình nói theo cái quy cách của những cái trại cá lớn được đúng không thành ra là khi mà bạn nuôi á các bạn để ý nuôi nhỏ thì sẽ có cách nuôi của nuôi nhỏ mà nuôi nhiều sẽ có cái cách nuôi của nuôi nhiều nó khác bài hoàn toàn đó Đó, cho tụi nó ăn mồi mới đó các bạn cám này là cám mình mới vừa làm thì thấy cũng khá là ấy nhưng mà dở con cá là đi phân trắng nha tại vì cái cám này là cái cám gạo cái cám gạo thành ra cá nó sẽ đi phân trắng một chút xíu ha, nhưng mà miễn phân nó vón cục là được miễn nó đừng có kéo sợi nhầy 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 là ok từ từ thì mình sẽ khắc phục thêm tại vì mình bữa nay thì mình không có mang đưa quá để mà mình trộn vô cho nó nếu mà có mang đưa quá thì càng tốt hoặc là bạc cộng gì đó ha rồi bye bye chào tạm biệt mọi người nha hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo của mình nha